ông bắt với ca khó Thái Lan và Singapore. Trong hơn 30 trận bất bại với các đối thủ ở Đông Nam Á, thật ngạc nhiên khi huấn luyện viên Park Hang-seo chưa biết thắng Thái Lan trong một trận đấu chính thức và cũng chưa từng gặp Singapore lần nào. Hai đội tuyển Thái Lan, chủ nhà Singapore ở bảng A đã dắt tay nhau vào bán kết AFF Cup mùa này và đang chuẩn bị ráo riết cho hai lượt trận bán kết. Do không được quyền chọn đối thủ nên hai huấn luyện viên Pungin của Thái Lan và Yoshida của Singapore đều tự tin nói rằng gặp bất kỳ đối thủ nào ở bảng B cũng không thành vấn. D. Với huấn luyện viên Park Hang Seo thì cả Thái Lan và Singapore đều là hai đội bóng mà ông chưa chạm trán tại AFF Cup. Năm nay, Thái Lan dưới thời tân huấn luyện viên Mano Pungin cùng dàn tuyển thủ hay nhất có màn thể hiện phong độ rất tốt. Họ vừa đánh bại Singapore 2-0 để trở thành đội duy nhất toàn thắng 4 trận vòng bảng, nắm trong tay 12 điểm. Các học trò huấn luyện viên Polkin đã ghi 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới một bàn. Đặc biệt trong trận đấu cuối vòng bảng, ông thầy trẻ Mano Polkin quyết định xoay tua cầu thủ để tạo cơ hội cho các học trò ít hoặc chưa vào sân đối mặt với chủ nhà. Đội hình 2 của Thái Lan vẫn thi đấu tốt với các gương mặt trẻ như Gurachit, Werathep, Elias, Pagwe. Siwarak đã chứng minh họ sẵn sàng trở thành nhân vật chính với các đàn anh Chanathip, Thirathon, Tarajin Yamja và Thanawak. Với sự xuất sắc ở vòng bảng, Ai cũng thấy đội tuyển Thái Lan rất quyết tâm lấy lại những gì mình đã mất tại AFF Cup sau khi giữ kỷ lục vô địch 5 lần. Họ tập luyện chăm chỉ, dù chỉ có vài ngày ráp đội hình đầy đủ nhưng vẫn thể hiện một phong độ đáng gờm. Công lao rất lớn là thuyền thượng Pulkin khi vừa chia tay câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trong mùa dịch Covid-19 đã chấp nhận ngồi ghế nóng dẫn dắt tuyển Thái Lan với một tiêu duy nhất trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Đáng nói, là cuộc chơi của ông thầy người Đức gốc Brazil không hề dễ dàng khi thời gian chuẩn bị cho học trò rất ít ỏi, nhưng nhờ sự gắn bó nhiều năm với bóng đá Thái Lan đã giúp ông hiểu rất rõ học trò. Huấn luyện viên kinh với sự đam mê cùng khao khát đưa đội tuyển quốc gia đi đến thành công đã chiếm nhiều cảm tình của các học trò và đang thắp sáng niềm tin cho người yêu bóng đá. Thái Lan sau cơn khủng hoảng thành tích, vào bán kết AFF Cup mới chỉ là bước khởi đầu thông thoáng của thầy trò ông kinh cái chính là bày voi chiến phải vô địch Đông Nam Á và những loạt trận nốc ao là nhiệm vụ khó khăn hơn, áp lực nhiều hơn. Trong khi đó, chủ nhà Singapore dù sớm giành vé bán kết nhưng lại có dấu hiệu thất vọng vì không thể cầm hòa Thái Lan để giữ ngôi đầu bảng A. Có một điều là trong suốt vòng bảng AFF Cup, ông thầy người Nhật Tatsuma Yoshida của tuyển Singapore luôn khiêm tốn, chỉ gọi đội bóng của mình là kẻ thách thức hoặc chấp nhận bị đánh giá yếu hơn như một cách giảm sức ép cho các học trò. Và trận đấu cuối vòng bảng thua Thái Lan 0-2 đã phần nào hé lộ nguyên do chính cho sự nhúng nhường của huấn luyện viên Yoshida. Ông Bắc không cho phép học trò chọn đối thủ. Đá trận cuối vòng bảng sau bảng A một ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết không cho phép các học trò được chọn đối thủ, mà điều cốt yếu là tập trung thắng Campuchia. Ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ, tôi không thể nói rằng tôi hài lòng với phong độ của cầu thủ Việt Nam như thế nào. Ai cũng thấy tất cả đối thủ của chúng tôi đều phòng thủ chặt chẽ. Các cầu thủ của tôi trận nào cũng cầm bóng nhiều hơn nhưng không dễ dàng ghi bàn. Chúng tôi đã phân tích và tìm ra giải pháp cho những tình huống như vậy, chẳng hạn như trận hòa Indonesia. Chúng tôi rút cầu môn 21 lần nhưng chỉ trúng đích đúng một quả. Tôi vẫn chưa thể nói về các đối thủ sắp tới. Mục tiêu của chúng tôi không nhất thiết phải chọn đối thủ ở loạt trận ao mà chỉ cần thắng mọi đối thủ. Tôi luôn tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết sức mình để giành kết quả tốt nhất. TT